Cứ đi qua đây nè. Dạ. Rồi đó, anh bắt quay rồi đó nha. Ok ok. Ổng mùng 8 mới xới. Ta xới hết trơn á, thì không chịu xới đâu. Ta xới vòng vòng hết trơn á, còn mình anh để nó đó. Tối ngày mà khoan mà gặp mấy miếng vậy là chết luôn. Rồi thằng sới cũng chết luôn. Cha của ông đệ là làm phát thứ hai mới vừa chỗ đó đi tới đây. Lượng mương này bự lắm anh em ơi, máy bên xích không dám bò qua luôn đó.